Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả các bác, các anh, các bạn. Vâng, chiều hôm nay em xin làm thêm một đoạn video. Chiều hôm nay là ngày 20 tháng 2, phải, đúng không? 20 tháng 2 năm 2019, dương lịch. Vâng, em này có một sản phẩm để giới thiệu đến cùng với tất cả mọi người, các bác, các anh. Vâng, thưa mọi người, sản phẩm hôm nay em giới thiệu đến với mọi người để bán thanh lý là một chiếc âm ni bô tôn. Vâng, thưa mọi người, chiếc âm ni này là âm ni hát karaoke các bác nhé. Âm ni hát karaoke. Âm ni bô tôn này chả nói thì các bác cũng biết rồi. Cấu hình đấy nó là một chiếc âm ni karaoke bình thường. Hàng bô tôn này thì nó có tên tuổi và thương hiệu rồi, chứ nó không như những cái hàng tức là cụ thể nó là đây PA3 số 9 25 mã. Vâng, cũng đầy đủ là đây là hai bo micro rồi, đây là bo echo, đây là bo music, đây bo master. Đấy, vâng, đầy đủ thưa chuyện với các bác, các anh. Tiềm sử của chiếc âm ni này là cũng là do của một bác khách, bác ấy đến bác ấy đổi lấy một đôi loa nhà có âm ni sẵn rồi, tức là nhiều âm ni quá chứ lại không phải đổi âm ni mà lại lấy một đôi loa xong là mang đến đổi chiếc âm ni này đi để nó đỡ bớt tiền, ý muốn nói là như vậy. Đấy, vâng, thưa ấy, mọi người, là chiếc âm ni còn xanh sạch đẹp, nhà người ta ở phố, người ta không phố hay là ở đâu thì cũng thế thôi. Em đầy đủ với các bác như vậy, nhưng mà người ta chơi kiểu người ta cũng giữ gì, người ta cũng giữ gì, người ta cũng kê kệ cung đoàn hoàng chắc vậy, nên hình thức còn đẹp lắm, chức năng này còn ngon lành. Mặc dù em về vẫn phải dầu mỡ, em về em vẫn phải cho vào tí dầu mỡ ở các cái nút bấm, ví dụ như các cái nút chuyển đổi này, AB này, hay là các cái nút mono site này, em vẫn phải cho vào một tí dầu, chứ bảo không làm gì là không đúng đâu. Có, em có chấm vào đấy dầu. Vâng, cũng đầy đủ như vậy. Em làm video em gửi đến các bác, các anh em bán. Vâng, cũng em xin quay qua cái phần luột luôn để gửi đến các bác. Vâng, âm ly là mỗi bên chạy 4 đèn Toshiba các bác nhé. Mỗi vách là chạy 4 đèn các bác ạ, biến áp 15A nhé, rất bự. Máy còn rất gọn gàng, đẹp đẽ đấy các bác ạ. Máy nó còn chuẩn nguyên đấy. Máy còn rất đẹp. Bốn này này đánh mạnh lắm, tiếng con bô tôn chả nói các bác biết. Những hàng ngũ các bác đã chơi âm thanh hát karaoke thì chả phải giới thiệu nhiều về con hàng bô tôn. Trong giới thợ điện tử người ta cũng biết chứ không phải đến người dùng. Riêng con bô tôn thì nó đồng ý, nó không phải là loại đẳng cấp lắm, nhưng mà nói trong hàng ngũ âm ni nó thuộc vào loại gọi là có thương hiệu, chứ nó không như hàng trôi lỏi. Hàng trôi lỏi thì nó một chuyện khác không nói đến, nhưng mà cái hàng bô tôn này thì đấy. Vâng, em cũng xin làm video để gửi đến với các bác, các anh, chả biết công suất đằng sau như thế nào. Hàn Quốc cái chứ. 480W. Hàn Quốc cái chứ. Bô tôn của Hàn Quốc cái chứ. Đúng rồi. Korea đấy chứ. Hàng Korea đấy chứ không phải là hàng đơn giản đâu. Korea đấy chứ cũng không. Thưa các bác, ở đây mạch các bo mạch của đường karaoke nó đây. Hàng Korea đấy. Con này thì tiếng hay là phải thôi, tiếng hay là phải thôi. Và sau đây em xin test qua cái đường karaoke một chút, tiếng dẻo lắm các bác ơi. Máy con này là còn chất đẹp đấy nhá. Máy con này nói thật một câu là bây giờ bỏ ra 2 triệu mà mua một con âm ly mới, bây giờ không có cửa đọ với nó đâu. Không có cửa mấy con này đâu.
Đồng ý là con này thì làm gì mà đến 2 triệu. Alo. Cho cái này bé này. Alo, alo. Úi giời. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, 1, 1. Ui, tốt lắm các bác ơi. Đường karaoke của nó ngon lành hành đảo lắm. 1, 1, 2, 3, 4. Alo. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo. Mà mẹ nó chạy có chạy 8 đèn mà nó chạy biến áp to, chạy khỏe nhỉ. Ui, khỏe lắm ông kìa. Nó chạy căn bản biến áp nó to. Alo, 1, 2, 3, 4, alo. Ác phết đi chứ nhỉ, con này chứng tỏ này. Con này đánh mạnh đi không ạ? 1, 2, 3, 4, alo, 1, 1, 2, 3, 4, alo, 1, 1, 2, 3, 4. Tiếng rất alo, alo rất là hay. Để sau đây em xin test qua cái đường nhạc. Tết nhạc không ạ? Còn tiếng này lắm rồi này. Tiếng này chúng lối thơ nhau nhiều biết cười mê múa khi niềm cũ tan vào hư vô. Chiếc âm ly thì còn rất đẹp, hình thức còn rất đẹp, đồng ý là nó người ta kê cái thớt nó trong thớt kia nó có vài ba cái điểm cấn nhỏ nhỏ mỏng mỏng như thế này đấy ạ. Đấy, cái này thì chẳng tránh được, nhưng cái vỏ vì chẳng hạn về cái vỏ như vậy thì chắc cũng điểm điểm han cái thời 5 tháng thì cũng chả nói mạnh được. Hàng đã qua sử dụng nhưng thưa với mọi người là nó có cái chất âm tốt quá. Có cái chất âm tốt quá đấy các bác ạ, bởi vì đầy đủ là như vậy. Vâng, em làm video lên đây thì em vẫn đang thưa với mọi người là em vẫn đăng giá em bán. Nếu như bởi vì nó quá chất cho nên là có khả năng em nói giá hơi cao. Cũng mong các bác các anh ai dùng được thì dùng, không dùng được thì thôi cũng đừng chửi em. Bởi vì thật ra mà nói là âm ly thì cũng không phải là một con này, nhiều con, nhưng mà những con nó còn đẹp đẽ ngon lành. Nó đánh có cái độ âm sắc như thế này thì cũng nói đầy đủ là đấy. Con này là nói thật với các bác là em bán thành lý 1.400.000. Em bán 1.400.000 các bác nhé. Không bao ship. Vâng. Con này mà cặp bát 30 là thổi căng rồi. Với một lượng bảo đảm là con này cặp bát 30 là thổi căng, côn 63 là đánh căng đét luôn. Vâng, đường hát karaoke ngon lành cành đào. Chiếc âm ly nó còn đẹp vì là nó là chất người ta đang dùng
chắc là người ta cũng cẩn thận, em mua bán chuyển đổi đồ em có thu mua. Vâng thưa các bác các anh này, em có thu mua gom tất cả các hàng thanh lý của các bác các anh đổi lại. Đấy, các bác các anh nâng đời, các bác các anh chán hoặc nhiều ai cho tặng không dùng đến nữa bán cho em thu gom mua hết. Tức là hàng rẻ thì em mua rẻ, hàng đắt em mua đắt, về em tu bổ lại em bán lại cho những một số anh em người ta có nhu cầu sử dụng. Buôn bán chúng em là như thế, cũng mong trình bày đầy đủ như vậy. Em có thu gom các bác các anh nào có nhu cầu thanh lý đồ đấy, thì điện về cho em qua số điện thoại 0982482610. Cửa hàng em ở tại số nhà 150 đường Lê Lai, phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội. Vâng, em là người thợ sửa chữa và bán chuyên bán đồ âm thanh. Em chuyên sửa tivi, âm ly, đầu đẩy, các loại cuốn phủ, bọc màng, tất cả các loại loa, bán thanh lý, thu gom mua đồ cũ mới. Vâng, em cũng sửa, em ship hàng toàn quốc. Vâng, thưa các bác các anh, như vậy chiếc âm ly Boton này em bán 1.400.000 các bác nhé. Anh em nếu ở xa có thể thương lượng được chút ít, tức là dây rắc. Anh em ở xa nếu ai có nhu cầu điện về cho em, đặt hàng cho em thương lượng, máy còn nguyên vẹn như thế này đây. Rất là đẹp, để có một chất âm không thể chê được. Ngoài kia hoa phượng rụng rưới tới ta, phương lại sống lại nơi ta. Quá hay đấy, chất âm này còn này được. Vâng, em xin làm đoạn video này gửi đến với tất cả các bác các anh, đến với mọi người. Những ai là những người có nhu cầu sử dụng đến chiếc âm ni trên này, cũng nói thật với các bác các anh, bây giờ bỏ ra 1.8-1.9 mua một con âm ni Jaguar bây giờ của Trung Quốc không có cửa đọ với con này đâu. Cũng nói bằng đầy đủ luôn như vậy. Em cũng xin khẳng định không phải là em bán đồ cũ mà em nhấn mạnh để các bác các anh có cái lòng tin để mà mua được, bỏ ra 1.8-1.9 mua một con của Trung Quốc bây giờ Jaguar, nói thật không có cửa đọ với con này. Cũng nói xin nói được nhấn mạnh như vậy. Cũng rất mong được sự thông cảm của các bác các anh. Những ai là những người có nhu cầu dùng đến thì liên lạc về cho em. Và còn những ai không dùng đến đừng chửi em là bán đắt bán rẻ, vì chất lượng mỗi con hàng một khác. Và còn này cũng xin mong được các bác các anh hiểu cho cái điều đó. Vâng, em xin chân thành cảm ơn mọi người đã xem video của em. Vâng, em giới thiệu lại là con Boton này em bán với giá 1.400.000, không bao ship các bác nhé. Nếu các bác các anh ở xa, em ship hàng toàn quốc ở xa, thì anh em có thể điện về thương lượng với nhau chút ít. Vâng, mà cũng chỉ là chút ít thôi ạ. Bởi vì là đây là hàng em thu gom lại, cho nên chứ nó không niêm khiết giá như hàng mới. Thì đồng ý là vậy, nhưng mà cũng không nói cao thì sợ các bác không đắt hàng cho, mà rẻ thì em bán lại không có công. Bởi vì mua thì có khả năng là mua theo mớ, mua theo 3, 4, 5 con một. Đấy, chẳng mỗi con là khoảng 1.000.000 chẳng hạn thế, thì về làm nên những con đẹp thì em lại phải bán nó. Ấy nên thì những con xấu còn lại thì chỉ có mấy trăm thì em mới tổng cộng lại đi, em mới có công. Cũng mong các bác các anh hiểu cho cái điều đấy và thông cảm. Ai đắt được hàng thì điện về cho em. Vâng, em xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em. Vâng, em chào mọi người.